nay chúng ta cùng nhau xem tiếp phần 2 của nội dung này. Rất mong các bạn nghe hết để thẩm thấu hết về phong cách của bác. Và trước khi xem, các bạn nhớ đăng ký để ủng hộ kênh. Xin trân trọng cảm ơn. Di chúc cũng thế chứ. Di chúc sửa từng câu, từng chữ, từng lời là thế. Mà là một đại tổng kết lý luận. Bác mới kết luận là thôi, phải rút kinh nghiệm. Muốn bác đến thăm nữa thì phải làm ăn cho nó tử tế. Chứ giả dối như thế này, dân họ oán họ ghét đấy. Mà đúng như thế, bác đi rồi nó mới sinh chuyện. Lúc mượn cho bác xem thì vội vội vàng vàng, có đánh dấu đâu. Đến lúc bây giờ phải trả cho dân không biết đâu mà lần cả. Thôi thì cứ phát hết mỗi nhà một con cho nó xong đi. Không phải của người ta có nhận đâu các đồng chí. Xóm làng đang bình yên chỉ vì mấy cái ông cán bộ xã tính thành tích này mà làm hỏng hết cả. Đấy, bác phê bình chuyện này là rất thấm thía. Ở thanh niên, bác gọi đó là chuyện ba hoa. Ai lại thanh niên ít kinh nghiệm ba hoa thì đã đi một nhẽ. Một vị trí thức lớn, trình độ cao, cương vị lớn, đại sứ đặc mệnh toàn quyền cơ mà cũng ba hoa với bác. Cái lần bác sang thăm Đức, Cộng hòa Dân chủ Đức, thế là bác đến thăm sứ quán, báo cáo công việc xong, vị đại sứ mới mời bác ở lại dùng cơm trưa. Bác cũng vui vẻ nhận lời. Bác còn khen là các cô các chú ở sứ quán làm cơm cho bác ăn ngon lắm, rất hợp khẩu vị bác. Biết bác là người xứ Nghệ, thích đồ gia vị, dành cho bác quả ớt cay bác thích lắm. Chuyện đang vui vẻ, ông đại sứ bắt đầu sướng quá, nổi máu ba hoa. Thưa bác, ớt chúng cháu tăng ra đấy à. Khoe bác mà. Nói thế là rất hớ nhé. Không biết rằng bác ở châu Âu 30 năm, xứ lạnh không hề có ớt cay. Các đồng chí học nước ngoài, các đồng chí biết rồi, đúng không? Nó là ớt ngọt để xào và ăn sống, ăn salad đấy. Ớt cay là xứ nóng, xứ nhiệt đới, mà mang từ chuyên cơ sang cái tổng trọt cái gì, sân đầy tuyết như thế kia, bác biết hết chứ. Bác cứ tủm tỉm cười. Bữa cơm vừa mới xong, bác cầm luôn tay vị đại sứ. Bây giờ bác muốn đi thăm vườn ớt của chú lắm. Thì lấy đâu ra được các đồng chí? Không ngờ nói một câu cho nó vui thôi, bây giờ bác đi kiểm tra thì có chết không? Không có. Mà xấu hổ với bác thì ít thôi. Xấu hổ với nhân viên, với cán bộ. Mình là thủ trưởng cơ quan, khó xử lắm. Bác biết chứ, bác nói ngay. Bác bảo thôi, bác biết rồi, bác hỏi vui vậy thôi. Lần sau chú rút kinh nghiệm, việc đến đâu chú nói đến đó thôi, chú đừng nói quá lên như vậy. Câu này thấm thía lắm đấy các vị. Câu này hệt như câu của Engel ấy. Engel nói là hãy gọi tên sự vật đúng như bản thân nó, đừng có thêm bớt. Vị đại sứ nhớ suốt đời đấy, đến lúc nghỉ hưu viết cả một cuốn hồi ký ca ngợi về bác. Bây giờ ta trở lại một cái chuyện, lại đời thường của bác này nữa. Bấy lâu nay các đồng chí có biết là ngày 19 tháng 5 ấy, ngày sinh của bác, quê ngoại của bác là Hoàng Trồ gì? Hoàn toàn đúng. Đúng nhưng có tính chất tượng trưng của lịch sử. Thật ra 19 tháng 5 là ngày thành lập mặt trận Việt Minh. Mà thế giới đã tổng kết này, nhờ thành lập mặt trận Việt Minh sáng suốt như vậy mà mới thành công trong cách mạng tháng 8. Bác lấy ngày sinh của mặt trận làm ngày sinh cho mình thì đủ hiểu bác hóa thân vào dân tộc đến như thế nào. Cái ngày rất ước lệ thôi, bây giờ nó đi vào lịch sử thiêng liêng, cho nên là ngày sinh của bác là ngày sinh mặt trận, ngày sinh mặt trận là ngày sinh của bác. Và trong đời bác đấy, chỉ một lần duy nhất bác chủ động tổ chức sinh nhật, đó là năm 46. 19 tháng 5 năm 46 bác chủ động tổ chức sinh nhật. Thật ra là tổ chức sinh nhật cho mặt trận, nhưng là cho mình, danh nghĩa là về mình, để biểu dương sức mạnh toàn dân, để kẻ thù nó biết sức mạnh Việt Nam vì nó đang xâm lược Việt Nam. Còn từ đó trở đi không bao giờ bác cho tổ chức sinh nhật nữa. Bác sợ tốn kém cho dân, và nhất là bác đau tim như thế có thể chết đột ngột bất cứ lúc nào, chứ bác không cho làm. Cái chuyện mà sinh nhật lần cuối cùng trong đời bác cảm động vô cùng. Bó hoa tặng bác duy nhất có 5 bông hồng, làm đúng lời bác, mà bác không cho tổ chức. Ông Lê Duẩn phải nói là thưa bác, ngoài bác ra đã đành,
nhưng mà còn có trung ương, còn có chính phủ, có mặt trận, có đoàn ngoại giao, không tổ chức cũng không tiện. Bác mới nhớ ra là còn bạn bè quốc tế, bác mới đồng ý cho làm một cách miễn cưỡng. Bác dặn thế này này, thôi nếu đã vậy thì các chú làm thật nhanh lên cho bác, thật nhanh lên vì bác đau tim rất nặng. Bác luôn luôn chủ tính là đi bất cứ lúc nào, nhưng phải biết trước di chúc là thế, để đồng bào khỏi cảm thấy đột ngột là thế. Bác dặn là đừng bày vẽ tốn kém và đừng kéo dài, rất nhanh gọn cho bác thôi. Bác còn cẩn thận là cho bác mấy bông hoa là đủ, và bác nói rõ hơn là chỉ 5 bông hồng đỏ thôi, thì bó hoa trung ương tặng bác làm đúng lời bác dạy, có ngờ đâu chỉ có 5 bông hồng đỏ, bé xíu thế này. Ông Vũ Kỳ mang bánh kẹo và pha nước để bác tiếp khách. Khách của bác bao giờ cũng là 4 nhà lãnh đạo cao nhất lúc bấy giờ: Tổng Bí thư Lê Duẩn, Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, ngày đêm bên cạnh bác. Bác bảo các chú uống nước, ăn bánh kẹo mừng thọ bác đi, và bác mong các chú thông cảm cho bác. Bác mang tiếng là chủ tịch đảng, chủ tịch nước thật đấy, nhưng bác nghèo lắm, bác không có gì hơn để thết đãi các chú đâu. Thì đấy là sinh nhật lần cuối cùng là như vậy. Và cái ngày ấy, xin các vị nhớ là ngày mặt trận, và cũng là ngày sinh của bác một cách ước lệ. Còn quê ngoại, sử sách vẫn ghi là làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, gọi tắt là làng Chùa. Nhưng đấy cũng chỉ là mảnh đất quê ngoại tính từ đời thứ 10 trở đi thôi. Còn điểm xuất phát đầu tiên, gốc gác quê ngoại của bác là Khoái Châu, Hưng Yên. Đồng chí nào quê ở Hưng Yên mà lại ở Khoái Châu thì chính là mảnh đất đầu tiên quê ngoại bác đấy. Bây giờ ở đó, cái xã Hùng Tiến của huyện Khoái Châu đấy, vẫn có một cái bàn thờ cho bà Hoàng Thị Loan, người mẹ đã có công sinh thành cho Tổ quốc, một người con vĩ đại như vậy. Ta mới hiểu tại sao bác về Hưng Yên rất nhiều, có thể nói là nhiều nhất, 9 lần tất cả. Nghệ An chỉ có 2 lần. Nhưng để bù lại đấy, bác gửi hàng nghìn thư cho tỉnh ủy Nghệ An. 3 tháng trước khi mất vẫn có thư cho tỉnh ủy Nghệ An. Bức thư đó rất là nổi tiếng, có 3 dòng thôi, mà là dặn chung cho cả đảng, cả nước, không riêng Nghệ An đâu. Bác dặn là điều thứ nhất, không được để dân đói. Điều thứ hai, không được để các cháu bỏ học, thất học. Điều thứ ba, không được để xảy ra mất đoàn kết từ chi bộ ở thôn làng đến lãnh đạo của tỉnh ủy. Thấm thía như vậy, mà bây giờ là vấn đề chung của toàn đảng, của cả nước, không riêng gì Nghệ An đâu các đồng chí. Đấy. Thì vấn đề quê ngoại như thế, ngày sinh tháng đẻ như vậy. Còn chuyện với Lê Thị Huệ thì nó còn có một cái chi tiết này nữa các đồng chí. Cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, cha thân sinh của người mất ở Cao Lãnh, Đồng Tháp, xa xôi chưa một lần bác đến. Mảnh đất Tây Nguyên cũng là chưa bác đến, nhưng bác có thư cho đồng bào Tây Nguyên. Bác có tiếp các cụ già ở Tây Nguyên trong cái mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ra Hà Nội thăm bác. Tây Nguyên cũng là một nơi tình cảm bác dành cho rất sâu đậm đấy các đồng chí. Trong đó có đồng bào Kon Tum của chúng ta, Kon Tum, Đắk Lắk, tất cả cái mảnh đất Tây Nguyên này. Cái mái nhà của xứ sở là thế. Đặc biệt nữa, ta còn thấy bác một ý này nữa này, là người mà đưa bà Thanh chị bác lặn lội vào đến tận Đồng Tháp, Cao Lãnh để chịu tang cha là ai? Chính lại là Lê Thị Huệ. Bác thì ở nước ngoài, ông cả Khiêm thì bị quản thúc và cũng tuổi già sức yếu như thế. Chỉ có chị gái là bà Thanh duy nhất lặn lội từ quê mình vào đến tận Đồng Tháp, Cao Lãnh để chịu tang cha. Người đưa bà Thanh đi chính là Lê Thị Huệ. Và trên đường đi, bà Thanh đã kịp hỏi Lê Thị Huệ, lẽ ra là em dâu của mình, về tất cả những kỷ niệm giữa Lê Thị Huệ với Nguyễn Tất Thành.
Lê Thị Huệ đã kể hết cho bà Thanh nghe về những tình cảm quý trọng, ngưỡng mộ, tin yêu bác như thế nào, nhưng cũng là một mối tình trong tim, trong thầm lặng. Sau này ta mới biết bác có một lời nói là suốt đời bác mang trong tim hình ảnh của một người con gái. Người con gái đó chính là Lê Thị Huệ. Và ta càng biết được những điều đó thì ta càng thấy bác vĩ đại trên phương diện là một con người. Cái chất nhân văn của bác cực kỳ sâu sắc. Nói về Hồ Chí Minh, chúng ta cũng không quên là tình cảm của bác dành cho phụ nữ. Một là vì người mẹ, người chị của bác như vậy. Hai nữa, suốt đời bác đấu tranh cho độc lập, tự do, cho bình đẳng của phụ nữ. Cho nên các đồng chí nữ đấy có được một cái niềm an ủi tinh thần rất lớn bằng tình thương yêu của bác. Về mặt lý luận, bác nói là không giải phóng phụ nữ mới chỉ có một nửa chủ nghĩa xã hội, không thực hiện bình đẳng nam nữ mới chỉ có một nửa chủ nghĩa xã hội. Bác chỉ thị là phải tạo mọi điều kiện cho chị em phụ nữ tham gia công việc của cách mạng, tiến bộ về chính trị. Bác dặn các cấp lãnh đạo từ trung ương tới xã phải chăm lo cho chị em phát triển và trưởng thành về chính trị. Và bác rất là không hài lòng cái chuyện coi thường phụ nữ. Bác càng phẫn nộ khi mà phụ nữ bị bạo lực bạo hành. Đấy, ta kỷ niệm ngày phụ nữ, ta càng thương nhớ bác vì bác dành cho phụ nữ tình cảm tốt đẹp như vậy. Ai lại có một lần một đoàn cán bộ tỉnh Thanh Hóa ra Hà Nội thăm bác, làm việc với bác, do ông bí thư tỉnh ủy dẫn đầu. Thế mà một tỉnh Thanh Hóa rộng lớn như vậy, lãnh đạo đông như vậy mà không một phụ nữ nào cả, toàn nam giới. Bác đã rất không hài lòng, nhưng bác lại rất cẩn thận. Bác không phê bình ngay. Phê bình ngay nếu nó không đúng thì sao? Có thể có phụ nữ họ ở nhà thì sao? Cho nên bác rất là cẩn thận. Bác hỏi thăm dò đã. Bác bảo hôm nay đoàn cán bộ Thanh Hóa ra làm việc với bác, đi có đủ không? Nếu đủ thì là không có nữ, còn nếu đi thiếu thì có thể có nữ. Ông bí thư tỉnh ủy trả lời như đinh đóng cột: thưa bác, có mấy khi mà được ra thăm bác, đã ra thăm bác anh em bảo nhau phải đi đủ 100%. Thế là đã khai hết với bác là chúng tôi không có cán bộ nữ, chưa quan tâm đến phụ nữ. Bác mới đi một lượt hết cả đoàn cán bộ. Bác dừng lại đúng một đồng chí sang, ăn mặc sang trọng nhất trong đoàn, diện hơn cả bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn. Bác hỏi tên chú là gì, nên nói cho bác nghe. Chú được cấp ủy phân công việc gì? Thì chẳng may cho cái ông này lại phụ trách nông nghiệp các ông chứ. Đầu tóc bóng mượt, bộ com lê đẹp nhất, giày da bóng lộn cả. Bác bảo hôm nay làm việc xong, đoàn Thanh Hóa về trước, chú ở lại, sáng mai đi tát nước với bác. Đi tát nước với bác, với bác phê bình này. Ý là dân còn nghèo, cốt là ăn mặc sạch sẽ lịch sự thôi, chứ chú giom diêm dúa như thế này làm sao mà hiểu được dân, mà xuống được với dân. Bác phê bình như vậy. Đồng chí bí thư tỉnh ủy rất nhạy cảm, biết là bác không hài lòng, cho nên mới lái sang chuyện khác, bảo thưa bác, bây giờ xin phép bác chụp ảnh làm kỷ niệm. Tưởng bác đồng ý, ai ngờ bác từ chối thẳng thừng. Bác bảo hôm nay dứt khoát không chụp ảnh, các chú đi về đã. Bao giờ đào tạo được nữ tỉnh ủy viên, bố trí cho chị em vào các cương vị lãnh đạo quản lý ở tỉnh, ở huyện, các cấp các ngành, báo ngay ra với bác, lúc đó bác sẽ mời ra chụp ảnh, còn hôm nay nhất định không. Thế là về hết. Bác tôn yêu quý, tôn trọng, bảo vệ phụ nữ như vậy. Các đồng chí cũng biết ở ngoài Bắc có cái tỉnh Thái Bình, đất rộng đúng không ạ, đất và người đều rất nổi tiếng, không rộng không đông như Thanh Hóa, nhưng là một vùng nổi tiếng truyền thống, thành tích rất nhiều nhưng hạn chế cũng không ít. Bác lại chú trọng đọc báo địa phương, tình cờ bác phát hiện ngay ra cái chuyện của Thái Bình, tức là cán bộ nam giới uống rượu say có cái tật đánh vợ không, đăng trên báo. Bác bực lắm, bác về thăm Thái Bình, bác hỏi ngay chuyện đó đầu tiên. Bác vào hội trường, mọi người hoan hô bác, chào đón bác xong bác bảo bây giờ cho bác hỏi. Bác hỏi thứ nhất là các cô,
Thứ hai hỏi các chú: cô nào bị chồng đánh đứng dậy mách bác mà không cô nào dám đứng dậy cả, cũng xấu hổ chứ các đồng chí. Thế các chú vậy, thế chú nào chót uống rượu say đánh vợ dũng cảm đứng lên nhận lỗi với bác và xin lỗi các cô nào, cũng không có chú nào đứng dậy cả. Nhưng mà cứ dầm gì ở dưới, có đánh đâu bác cũng là dọa qua qua thôi mà. Bác nghe được hết. Bác bảo đánh người ta khâm tím mặt mày, báo kể thế này mà lại dọa hay sao? Bác mới giải thích là đánh vợ là dã man lắm, coi thường phụ nữ là kém văn hóa lắm. Đấy, ta nhớ cái người bác dạy, nhất là mỗi năm kỷ niệm ngày phụ nữ các đồng chí. Bác còn nói thế này nhỉ, bác là lãnh tụ, bác là học nhà học văn hóa uyên bác như vậy mà bác dùng từ dân gian đời sống như chúng ta vậy. Bác bảo tại sao các chú lúc yêu nhau thì anh em ngọt thế, mà đến lúc điên tiết thì lại thụi người ta. Bác phê bình với các đồng chí, các bảo vệ phụ nữ như vậy. Bác vào thăm một đơn vị quân đội doanh trại, chỗ ăn chỗ ở sạch sẽ ngăn nắp, bác rất hài lòng. Nhưng mà chiến sĩ nhà mình nó có một cái thói quen thời đó, cứ xem họa báo làm gì, chọn ảnh phụ nữ đẹp cắt dán đầy trên tường, ảnh màu, nhất là xa nhà. Bác bảo chú nào nằm cái giường này, thế là một chiến sĩ chạy đến thưa bác giường của cháu. Bác bảo chú có vợ chưa, bảo thưa bác cháu có gia đình rồi. Bác tốt lắm, bác cầm tay bác kéo sát đến tận chân tường, bác bảo chỉ cho bác xem vợ chú ở đâu. Thì làm gì có các đồng chí, bảo thưa bác vợ cháu ở quê cơ, cháu dán cho nó vui mà bác. Trả lời rất là hồn nhiên, bác bảo chú vui nhưng cô ấy có vui không. Thế mà nếu cô ấy lên thăm chú mà nhìn thấy thế này, cô ấy buồn hay vui? Vợ con chú chẳng nhớ chẳng thương, chú nhớ đâu đâu vậy. Bác không có vợ con, không có gia đình mà bác tâm lý thế đấy các đồng chí. Tức là không việc gì bỏ sót cả, nhất là chuyện con người. Tại sao trong di chúc 1000 từ mà có 2 câu này đáng nhớ nhất đây các đồng chí này? Một là trước hết nói về Đảng. Bác dặn bao nhiêu điều mà trước hết nói về Đảng. Câu thứ hai này, công việc đầu tiên là công việc với con người, chăm sóc từ những gia đình có công với nước, thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, đúng không? Không được để ai thiệt thòi, không được để gia đình thân nhân liệt sĩ đói kém. Bác dặn miễn thuế cho bà con nông dân, vì thời nào cũng vậy thôi, nông dân là thiệt thòi và khổ nhất, là như vậy. Bác dặn đưa các cháu đi đào tạo để thành những người vừa hồng vừa chuyên xây dựng đất nước. Bác dặn phụ nữ phải chủ động vươn lên giành lấy quyền bình đẳng, đây là một cuộc cách mạng bình quyền. Bác nói như vậy. Bác dặn là tất cả mọi người Việt Nam đều là con em một nhà, cho nên bác dặn là nạn nhân trong chế độ cũ tha thứ cho họ, những người sống trong chế độ cũ đấy tha thứ cho họ, đưa họ về với cộng đồng dân tộc, hóa giải mâu thuẫn đi vì một nước Việt Nam hòa bình thống nhất. Đấy. Nghĩa là nói như Phạm Văn Đồng, ai là người Việt Nam đều có phần trong trái tim mênh mông của bác. Và di chúc của bác là di chúc vì con người, về con người. Đấy chính là một trong giá trị nổi bật của di chúc, mà đời bác đã được tổng kết trong đó. Đời bác là một sự minh chứng. Còn biết bao nhiêu câu chuyện phải kể mà không thể không nói đến, dù chúng ta biết rằng ta còn có cả một cuộc đời để tìm hiểu về bác. Tôi kể các anh chị nghe cái chuyện này. Ai lại trong kháng chiến các đồng chí, bác gầy lắm. Cái chuyện mà món thịt Việt Minh mà bác sáng chế ra đấy, có một chút thịt thì còn toàn muối cả, cho vào cái ống nứa ăn cả cơ quan hàng tháng mới hết, gầy lắm. Thế là cán bộ chiến sĩ thương bác quá, mới bàn nhau là đi bắt chim, săn bắn, câu cá để nấu một bát canh cải thiện cho bác, mà cũng là cả cơ quan ăn với bác, không phải một mình bác nữa. Trên đường về, vào nhà dân thấy măng ngon, tiện tay bẻ luôn một bó mang về, chả xin chả hỏi. Các đồng chí nhớ làm dân vận là cái chỗ này là chỗ mắc lỗi lớn đấy nhé. Thế là mang bó măng về, bác thấy, bác bảo chú đi đâu mà lấy được lắm măng thế, mà phải nói dối là bác bẻ trong rừng nhiều lắm.
Bác tinh lắm nhưng không giấu được bác đâu. Bác bảo đưa bác xem. Bác xem xong bác lấy mấy đồng bạc bác cho. Bác bảo đây là măng trồng chú ạ. Chú quay trở lại chỗ chú bẻ măng đi, trả cho dân, xin lỗi dân và đừng bao giờ như thế nữa. Thế mà thế là phải nghe lời bác đi, phải quay trở về tìm nhà dân cái chỗ hái măng để trả, kể hết cho dân nghe đồng tiền của bác cho bác dặn như vậy, xin lỗi dân. Dân đây là đồng bào miền núi, đồng bào dân tộc, họ tốt lắm các đồng chí, họ thuần phác lắm, họ nghe kể chuyện mà họ khóc, bởi vì cách mạng mà có một lãnh tụ như bác dạy bảo cán bộ như vậy thì là một hồng phúc cho dân. Cho nên họ không lấy tiền của bác, chỉ nhận lời xin lỗi thôi, giữ cán bộ lại bẻ thêm một bó măng nữa đem về biếu bác. Ta mới hiểu vì sao bác nói là dân vận đúng và khéo việc gì cũng xong, dân vận kém và dở việc gì cũng hỏng. Tác phẩm Dân Vận ta vừa mới kỷ niệm 65 năm nay cùng với 45 năm di chúc này là cương lĩnh về phong trào cách mạng này các đồng chí, về công tác xã hội này. Đồng chí nào làm dân vận này, làm mặt trận, làm đoàn thể này, vào lúc này là có biết bao nhiêu cơ hội để mà phát triển, nhất là học tập từ bác, mà lại có cả hạnh phúc là được thể hiện tấm lòng tư tưởng của bác nữa. Nhưng cũng không bao giờ quên cái điều bác phê bình. Bác phê bình cũng gay gắt lắm đấy các đồng chí, mà thấm thía vào gan ruột. Bác bảo dân vận quan trọng đến như thế nên phải chọn người giỏi, người tốt phụ trách dân vận. Nhưng thói thường ta mắc một khuyết điểm rất to, hễ cứ ai kém chuyên môn làm hỏng việc thì đùn đẩy nhau sang phụ trách đoàn thể. Thế thì còn gì là coi trọng dân nữa các đồng chí. Bác phê bình điều này hơn 60 năm rồi mà vẫn còn mới mẻ như ngày hôm nay vậy. Bác dặn chúng ta là không được chỉ tay năm ngón ngồi lì trong buồng giấy, tức là văn phòng, phải đến với dân, phải óc nghĩ, mắt trông, miệng nói, chân đi, tay làm, tai nghe, có mấy giác quan bác vận dụng hết làm cơ chế dân vận. Đấy chính là phong cách Hồ Chí Minh. Hay là cái chuyện bác thực hành dân chủ nhé, ai cũng biết là bác dậy sớm tập thể dục. Chúng ta đi làm hồi đó sớm lắm, để những cái cơ quan văn phòng phục vụ trung ương ấy, đi làm sớm lắm, mà toàn xe đạp cả thôi. Thấy bác thế là nhảy xuống xe để chào bác. Mấy đồng chí nữ xúc động lúng túng đổ cả xe, bác lại chạy đến nhấc xe cho. Bác bảo thôi, ngày nào các cháu chả gặp bác ở đây, không phải xuống xe, cứ gật đầu mỉm cười gọi bác là được rồi. Bác có phải là vua đâu mà các cô, các chú cứ hạ mã mãi thế. Nhảy xuống xe cũng là hạ mã. Dân chủ đến như vậy. Bác, thời bác sống, bác khổ lắm. Mà ta mới thấy càng thương bác này. Dường như bác chưa được hưởng một cái gì sung sướng cả. Bác làm gì có một hội trường sang trọng như thế này để nói chuyện đó. Bác nói ngoài trời, về thăm quê, nói chuyện với đảng, với dân ngoài trời trên một cái mô đất. Đồng chí bí thư tỉnh ủy Nghệ An lúc đó thương bác quá, sợ bác nắng, chạy lên lấy ô che cho bác. Bác nói ngay, chú có đủ một vạn cái ô ở đây không? Tức là cho có dân. Một mình cái ô cho bác không cần đâu, cất đi. Đấy. Cho nên bác cũng là một mẫu mực của việc chống đặc quyền đặc lợi. Và bây giờ có lẽ là điều mà trung ương chúng ta phải học bác để sửa cái chỗ này. Một trong những điều gây ra tham nhũng chính là từ đây. Một trong những điều mà gây ra cái thoái hóa về động cơ cũng chính từ đây. Mất lòng dân cũng từ đây. Mà bác không bao giờ chịu một cái gì đặc quyền đặc lợi cả. Duy nhất chỉ dành cho bác có một bát nước cơm. Thời kháng chiến ấy, nấu cơm thì chắt nước ra, một bát nước cơm dành riêng cho bác có thế thôi. Còn chia sẻ ngọt bùi với cán bộ, chiến sĩ, với nhân dân. Đấy là một mẫu mực. Bác làm việc cả đêm, thương bác quá, sợ bắt bác kém, cái ngọn đèn dầu bé tí xíu thế này trong cái ngôi lều của bác. Thế là mang đến một cái đèn bão để thay cho bác, để bác sáng hơn. Bác bảo thế nào? Bác bảo cất đi, tốn dầu lắm. Ánh sáng lọt ra ngoài, máy bay nó lại đến, bác dùng thế này cũng được rồi.
mà bác lại không ngủ, cứ đánh máy lách cách cả đêm thế này. Thế là thương bác quá, các cấp dưỡng mới xuống nhà bếp xem có gì để bồi dưỡng thêm cho bác không, mà nghèo lắm có cái gì đâu. Tìm mãi được một nắm đỗ đen, lấy một ít đường đỏ, nấu được một bát chè mang lên để bồi dưỡng cho bác. Lúc mang bát chè lên lại đúng lúc ông cán bộ giao liên đưa công văn hỏa tốc của chính phủ vừa mới về đang báo cáo bác. Mà cái đồng chí cấp dưỡng thì nghe giọng bác nói rõ mồn một là chú ở lại ăn chè với bác đã, lấy bát lấy thìa xẻ đôi ra bác cháu cùng ăn rồi hãy về nghỉ. Ông này sợ lắm, chỉ sợ bạn mình vô ý ăn mất chè của bác, mà bác ở đấy không dặn được, đành để bát chè xuống đi xuống cầu thang. Ông ấy dậm chân thật mạnh các đồng chí, ra hiệu là có mỗi bát chè dành cho bác thôi, đừng ăn của bác. Ai chả biết điều này các đồng chí, nhưng khổ một nỗi là không ăn thì bác không ăn, bác bảo chú ăn đi bác mới ăn. Thế là đành phải ăn chè để bác ăn. Ăn xong mang bát xuống rửa còn bị mắng nữa, bảo đã bảo không ăn chè của bác rồi mà mày cứ ăn của bác, phải thanh minh hết cả hơi để bác bạn hiểu đấy không. Trên thế giới không ở đâu có chuyện như thế đâu, kham khổ hy sinh nhưng mà cao quý, và càng bây giờ đầy đủ sung sướng càng phải nghĩ lại những chuyện như thế của ngày xưa. Không phải hoài niệm đâu, mà là để tâm niệm cái bài học đạo đức cao quý này của bác. Đảng ta gần đây sau nghị quyết 4 có ngay nghị quyết về dân vận. Các đồng chí biết cả, hệ trọng vô cùng đấy các đồng chí. Vì không cẩn thận đấy, vận đảng vận nước như cốc nước tràn ly đấy. Nên phải có nghị quyết rất quan trọng dân vận. Tôi kể các đồng chí nghe câu chuyện dân vận là thế này. Giờ giải lao đại hội ở Việt Bắc, bác đi thăm tất cả các cái lán trại, tức là các đoàn đại biểu đấy. Thời đó kham khổ lắm, chỉ có mỗi cái túp lều lán trại đại hội thôi, ở trong rừng, chứ làm gì được như bây giờ. Bác vào ngay cái chỗ mà của đoàn công an này này, cái đơn vị bảo vệ đại hội quan trọng nhất ấy. Đấy. Thế mà nghiêm mật đến mức này này, bác cũng không cho vào. Bác bảo bác đây mà. Thế là chiến sĩ trả lời hồn nhiên là bác cũng phải có giấy, không cho bác vào. Thế là chiến sĩ nghe nói thế, thì là thủ trưởng chạy ra quát tháo, bảo bác hồ đấy chứ ai đâu, phải cho bác vào sao lại hỏi giấy bác. Bác ngăn ngay nhé. Bác bảo không, chiến sĩ của chú như vậy là rất tốt, phải như thế mới bảo vệ được đại hội chứ. Dù bất kể là ai, bác cũng vậy. Lỗi không phải của chiến sĩ, lỗi là của chú. Chú không bảo trước anh em có bác đến thăm, bác ở đây, làm sao họ biết được. Đấy, thế cơ mà. Cho nên chiến sĩ của chú rất tốt, bác thưởng một điếu thuốc lá. Chú là chỉ huy chưa đến nơi đến chốn, bác phạt chú. Ta xem bác xử sự như vậy. Bác lại đến thăm một cái lán trại khác là của đơn vị phục vụ đại hội, kiểu như văn phòng chúng ta này này, phục vụ đại hội, hậu cần. Mấy đồng chí lần đầu tiên được gặp bác xúc động lắm, cứ đứng ngây ra ngắm bác. Bác bảo đi lấy cho bác cốc nước, bác khát nước. Một là nghe không rõ hay là hiểu thế nào, không đi lấy nước, rồi lại cho tay vào túi quần lấy ra cái bật lửa, bật lửa cho bác không. Bác cũng tủm tỉm cười, bác lấy điếu thuốc bác hút, rồi bác mới nói: đây là bác nói đùa thôi nhé, nói đùa trong cái không khí lúc bây giờ thôi, chứ bây giờ thì không phải là đùa nữa đâu. Bác bảo là dân xin nước, bác coi bác là dân thôi, chiến sĩ nhân viên bác coi là cán bộ. Dân xin nước mà cán bộ lại cho lửa mới vui chứ. Nước lửa nó đối nhau thế này. Đấy. Trong hoàn cảnh đó vì cán bộ là xúc động quá, nghe không rõ, quên mất rồi lúng túng thì đã đành. Còn bây giờ đấy, nếu xa dân và không vì dân, để mất lòng dân đấy, thì nó sẽ xuất hiện đối lập như nước với lửa vậy. Câu này cũng có ý nghĩa lắm. Hay là cái chuyện mà bác gặp gỡ cán bộ chiến sĩ không một chút nào cao đạo, có thể nói là một cái mẫu mực hiện thân của cái sự gần gũi giản dị chân thành. Bác đến thăm ngành tư pháp từ kháng chiến ấy. Bác mới vào hội trường chưa nói huấn thị cái gì cả, bác chỉ nhìn thoáng qua bác đã phê bình. Bác phê bình là
ngành tư pháp sao mà lạc hậu đến thế. Mọi người không hiểu vì sao bác lại phê bình như vậy. Hóa ra là không có một nữ nào, toàn nam giới, toàn chánh án thẩm phán, hội thẩm toàn nam giới hết. Thế là sau này rút kinh nghiệm để bác vui không phê bình nữa, để bắt đầu đi tuyển cán bộ nữ trong ngành tư pháp từ kháng chiến. Nhưng mà cũng là tuyển lấy lệ thôi, toàn là nhân viên cấp dưỡng hành chính văn thư, chứ có phải là tuyển để rồi thành thẩm phán chánh án như bây giờ đâu. Bác lại chưa nói chuyện gì cả, bác lại cho nghỉ các anh chị. Bác bảo thôi, các chú nghỉ đi ăn cơm đã, tối mang một cái đèn bão lên, bác đủ sáng bác nói chuyện. Mỗi chú hỏi một câu, không được hỏi nhiều, không có thời giờ, bác sẽ trả lời bằng hết. Thế mọi người muốn nghe bác nói quá, nhất là các đồng chí miền Nam, bảo bác cứ nói chuyện đi bác, chúng cháu chưa đói mà. Bác bảo chú này lại để cái miệng nói dối cái bụng. Bác dùng ngôn ngữ rất đậm chất xứ Nghệ. Đấy. Bác lại bảo là đi ăn cơm để bác còn kiểm tra xem cấp dưỡng phục vụ các chú như thế nào. Thế là bác vào nhà bếp, mấy chị em phục vụ đứng ngây ra ngắm bác, không có chào gì, xúc động quá mà. Đến lúc là biết là phải chào bác, lại chào theo kiểu quân đội, cháu chào thủ trưởng ạ. Bác bảo sao lại gọi bác là thủ trưởng, bảo khi bác run quá, xúc động quá. Bác bảo bác chứ là ai đâu mà phải run, bác động viên cho. Bác hỏi tiếp là thích cháu làm gì, ở trong nhà bếp làm cấp dưỡng, nhưng mà trong quân đội đấy thì lại quen gọi cấp dưỡng là anh nuôi, chứ cứ quen miệng là thưa bác cháu là anh nuôi. Bác lại cười, bác bảo cháu là con gái, là phụ nữ mà lại là anh nuôi sao được, cháu là em nuôi hay là chị nuôi chứ. Bác chữa như thế đấy các bạn. Thế đến lúc vào hội trường để bác hỏi, cả hội trường như thế mà chỉ có mỗi một câu hỏi về chuyên môn, còn toàn hỏi chuyện riêng tư của bác cả. Sinh hoạt hàng ngày của bác, câu hỏi chuyên môn thì rất là lý thuyết, đúng không? Thưa bác, ngành tư pháp phải làm gì để gần dân? Bác trả lời như đùa mà hóa ra thật, mà càng nghĩ càng sâu sắc. Bác bảo ngành tư pháp muốn gần dân thì đừng có xa dân. Có thế thôi. Không xa dân thì sẽ gần được dân, mà xa dân thì không gần được dân. Có thế thôi. Chân lý nó chỉ có thế thôi mà các chị. Ta nhiều khi cứ làm phức tạp hóa nó lên chứ có cái gì đâu. Bác nói chữ mà thành nghĩa là thế thôi. Các câu sau toàn hỏi chuyện sinh hoạt. Thưa bác, dạo này bác có khỏe không? Bác trả lời thế nào? Bác bảo muốn biết bác khỏe không cứ nhìn bác sẽ biết. Thế là câu trả lời đấy. Câu tiếp theo là thưa bác, mỗi bữa bác ăn được mấy bát? Bác trả lời thế nào? Bác bảo là có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít. Có thế thôi. Nhưng một câu hỏi khác là hỏi như con hỏi cha vậy. Thưa bác, hàng ngày bác ăn cơm ở đâu? Ở nhà bác, ở cơ quan, ở hội nghị hay ở nhà dân? Bác trả lời mà không ngờ các bạn nhé. Bác tươi cười, bác bảo bác ăn ở mồm chứ còn ăn ở đâu nữa. Đấy, cảm thấy vậy. Đấy. Thì không có lãnh tụ nào mà lại lời ăn tiếng nói giản dị như người dân, gần gũi thân tình với dân, với chiến sĩ đến như vậy. Đấy là một trong những cái thế mạnh mà bác làm mẫu cho cán bộ dân vận chúng ta đấy các đồng chí. Ta phải nói ý này vì bây giờ công tác mặt trận, công tác dân vận, đoàn thể cực kỳ hệ trọng. Hệ trọng đến mức mất còn đấy của chế độ tham gia vào đây. Bởi vì trên thực tế nếu những khu vực này không mạnh thì đừng nói gì đến dân chủ. Nếu những chỗ này mà cán bộ không giỏi thì đừng nói gì đến lòng tin của dân. Giỏi gắn với tốt đấy, là như vậy. Thì hãy học bác. Cái chuyện mà bác chữa lỗi cho ta về tư duy chưa đủ đâu, bác còn dạy chúng ta cả về đạo đức. Chuyện mà chúng ta cứ quan tâm đến chuyện bác lập gia đình, ta hỏi bác một câu rất là thấm thía. Các cháu gái là dũng sĩ diệt Mỹ đấy, được ra thăm Hà Nội đến thăm bác, hỏi bác toàn chuyện này cả thôi. Bảo thưa bác, chúng cháu cứ thắc mắc hoài, sao mãi bác không có bác gái. Bác gái là vợ, là phu nhân đấy. Bác nói thế nào? Bác chữa là đến giờ này bác vẫn chưa có bác gái, chứ không phải là bác không có bác gái đâu. Đấy. Còn việc bác không có bác gái như cháu nói đấy,
cũng không phải lỗi tại bác, mà lỗi của hội phụ nữ các cháu đấy. Phụ nữ nhà mình thật thà quá, bác nói đùa là tưởng bác nói thật. Họp lên họp xuống đi tìm vợ cho bác cơ, tìm thế nào được, bởi vì chưa kịp hỏi tiêu chuẩn bác đã xúc động đã khóc rồi. Cuối cùng hội phải có sáng kiến tìm một bà trong hội nào mà tính cách mạnh mẽ như nam giới để không bị run, đến gặp bác hỏi câu chuyện cho nó rành mạch. Thế là tìm một cái bà tính cách đàn ông đến hỏi, bảo thưa bác, giả sử như bác có người yêu thì tiêu chuẩn của bác như thế nào, để chúng con còn lo liệu mà. Bác trả lời thế nào? Bác bảo là các cô lại giục bác lấy vợ, không lấy vợ thì thôi, đã lấy vợ mà hỏi tiêu chuẩn thì bác nói ngay, bác không giấu. Bác chỉ có một tiêu chuẩn thôi, tiêu chuẩn đó là chọn cho bác một người thật đẹp. Chỗ này bác rất con người nhé. Lấy vợ phải lấy người đẹp chứ các đồng chí, đúng không? Ngay cả Chí Phèo Thị Nở theo như nguyên lý là nồi nào úp vùng ấy đấy, đồng chí, cũng vẫn đẹp chứ không phải xấu đâu, đẹp trong tâm hồn. Cái bát cháo hành của Thị Nở cứu cả cuộc đời Chí Phèo đấy. Đấy. Nhưng mà đấy, đây là nói con người này, nói chất nhân văn này. Bác bảo tìm cho bác một người thật đẹp cơ. Bác lại nhấn mạnh này, phải đẹp như tiên ấy, đẹp hơn tiên thì càng tốt. Thì lấy đâu được cảm gì? Lấy đâu được giữa rừng xanh núi đỏ kháng chiến thế này? Ý bác là bác không đồng ý. Bác đã toàn tâm toàn ý với dân rồi thì đừng lo cho bác. Chỉ cần các cháu sống tốt, làm việc tốt, bác vui là được rồi. Thương bác là tốt rồi. Đấy, ý bác như vậy. Cái chuyện mà bác tôn trọng phụ nữ, tôn trọng người đẹp này, thế giới họ cũng rất ca ngợi đấy các đồng chí nhé. Ở cái chi tiết mà 78 tuổi, một năm trước khi mất, bác còn tiếp khách phụ nữ quốc tế này này. Mà lúc tiến khách đi trên thảm đỏ ra phòng khách ấy, bác đặt vào lòng bàn tay họ mỗi một người một đóa hồng nữa các đồng chí nhé. Phóng viên nhiếp ảnh tha hồ chụp ảnh đưa tin, họ đăng báo ở nước ngoài, họ đưa một cái đầu đề rất hấp dẫn là Hồ Chí Minh nửa thế kỷ hoạt động cách mạng vẫn ga lăng như thường. Đấy là bác Hồ của chúng ta, một con người lịch lãm, đúng không? Trải nghiệm cuộc sống và biết nâng niu các giá trị con người. Cái chuyện mà cả hội nghị biểu quyết 100% bác lấy vợ, bác lại dự. Bác đứng lên bác nói một câu mà không ai ngờ nhé. Bác bảo bác cảm ơn các chú đã biết thương bác, nhưng bác phải nói ngay, nghị quyết của các chú phá sản ngay lập tức, tạm chưa biết thế nào. Hóa ra bác quan sát, bác phát hiện được mâu thuẫn. Bác bảo các chú chủ quan lắm, trong hội trường này chỉ có các chú và bác thôi, tức là đàn ông với đàn ông, thì bác lấy ai bây giờ? Không có một bóng phụ nữ nào cả. Bác nói đùa một câu thứ hai mà rất vui này. Bác bảo nếu là nghị quyết của các cô thì bác xin chấp hành ngay, còn nghị quyết của các chú thì không ăn thua gì đâu. Đấy. Phụ nữ lại một phen tưởng rằng bác nói thật, lại họp hành để tìm vợ cho bác. Nhưng có được đâu, không thể tìm được. Cả đời bác hy sinh hết, mà vì chúng ta bác hy sinh. Tôi đã kể với các đồng chí về chuyện bác giải thích vì miền Nam ấy. Bây giờ câu chuyện này còn gắn với vấn đề huân chương của bác. Chúng ta có thể có rất nhiều huân chương trên ngực, bác không có một tấm huân chương nào. Huân chương nào bác cũng từ chối. Lý do bác từ chối chỉ vì bác tự đánh giá bác chưa xứng đáng. Bác vĩ đại như vậy, bác bảo bác chưa xứng đáng. Bác giải thích là bác mới chỉ đi đến nơi mà chưa về đến chốn. Đi đến nơi là thấy lý tưởng, lập được đảng, được nước, cách mạng thắng lợi. Chưa về đến chốn là chưa đến được miền Nam, chưa giành được phóng được miền Nam, chưa thấy đồng bào miền Nam gặp mặt dù một lần. Nhất là trong đó có mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ của chúng ta, có lẽ cũng chưa một lần bác đặt tên. Dù bác gửi thư cho Tây Nguyên thì viết từ trong tim mà viết ra, đúng không? Giang Sơn là Giang Sơn chung, chính phủ là chính phủ chung. Chúng ta no đói có nhau, hạnh phúc có nhau, sung sướng gian khổ có nhau, hoạn nạn cùng nhau chia sẻ. Các đồng chí biết cái bức thư bác gửi cho Đại hội Dân tộc Thiểu số ở Tây Nguyên là thế đấy. Hay là trong này,
trong này một lão đồng chí, một cụ già mà đã từng tham gia vào Ủy ban Trung ương Mặt trận Giải phóng Việt Nam ấy, ở Tây Nguyên, mà ra thăm bác. Bác tiếp ân cần chu đáo, bác tiếp bằng rất tất cả thức ăn hoa quả từ trong vườn bác. Và bác hỏi ân cần sức khỏe của cụ Tây Nguyên thế nào, có khó khăn như thế nào, kể cho bác nghe, và có điều gì cần phải đề nghị không. Thế cụ già này nói là: thưa bác, chỉ xin bác và Trung ương cho cán bộ thôi, thiếu cán bộ lắm. Đấy. Bác trả lời thế nào con? Bác bảo: thưa cụ, bà con mình trong đó và ngay cả nhà cụ nữa, con nuôi nhiều gà không? Đấy. Bảo: thưa bác, có. Bảo: con nuôi nhiều gà mái không? Bảo: thưa bác, có. Gà mái tức là đẻ trứng, đẻ trứng sẽ nở ra gà con. Ý bác là phải dùng cán bộ tại chỗ. Bác sâu sắc thế đấy các đồng chí. Chính phủ, Trung ương và bác lo lắng ngày đêm cho miền Nam, chi viện cho miền Nam theo phương châm là thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, nhưng cán bộ phải chú trọng cán bộ tại chỗ. Từ trong kháng chiến đã vậy, bây giờ càng như vậy. Thì những điều bác dặn dò, tình cảm của bác với Tây Nguyên vô cùng thấm thiết. Có kể bao nhiêu về bác cũng vẫn là không đủ. Bây giờ chúng ta tóm tắt lại bằng một đôi lời. Một, bản di chúc này có thể coi là một sự tổng hợp của các yếu tố sau đây. Nó vừa là một văn kiện chính trị pháp lý, nó là một đại tổng kết lý luận, dù chỉ trong hình thức 1.000 chữ, 1.000 từ thôi, một đại tổng kết lý luận. Thứ hai, di chúc là cả một chủ tính chiến lược cho tương lai, một dự báo thiên tài về triển vọng cách mạng Việt Nam, giải phóng miền Nam, và chủ tính xây dựng tương lai bằng đổi mới. Thắng giặc Mỹ ta xây dựng hơn 10 ngày nay. Thứ ba, di chúc là một áng thiên cổ hùng văn, một tác phẩm văn chương đấy. Các đồng chí đọc di chúc nhé, đọc cả lời biếu của Ban Chấp hành Trung ương với bác, đọc cả thông cáo của Trung ương thì sẽ biết hết. Một áng thiên cổ hùng văn, một tác phẩm văn chương có thể nói là đậm đặc tâm hồn trí tuệ của bác, đạo đức văn hóa của bác. Bản di chúc này 45 năm qua đã được thực hiện và sẽ mãi mãi được thực hiện. Đọc kỹ vào di chúc, các đồng chí sẽ thấy mấy điều như thế này. Ta có ngờ đâu trên đời này không có ai như bác cả, đứng ở đỉnh cao quyền lực mà lại viết di chúc, tức là dạ nghĩ về cái chết. Bác là chủ tịch đảng, chủ tịch nước ấy, mà lại để ra suốt 5 năm liền nghĩ về sự ra đi, nghĩ về cái chết. Di chúc tức là những lời cuối cùng của một con người biết rằng mình sắp chết. Bác cũng vậy thôi. Bác lại chọn ngày sinh nhật để viết di chúc thì đúng là lấy sự sống đối lập với cái chết. Di chúc lại chọn cái giờ linh thiêng để viết, 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng là giờ viết di chúc, hàng năm là giờ chữa di chúc, còn lúc sinh thời bình thường đấy, giờ ấy là giờ bác đọc báo, chỉ đọc báo thôi, không làm việc khác. Đọc báo lại chỉ đọc người tốt việc tốt. 10 năm cuối đời bác thưởng 6.000 huy hiệu người tốt việc tốt, để lại cho đời một câu nói bất hủ: mỗi người tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc là một vườn hoa đẹp, ai cũng biết cả. Thế là lấy giờ tâm linh trong sáng nhất, minh mẫn nhất để viết di chúc, để dặn cho đời, để chọn người tốt việc tốt, thì đấy là cả một hiện tượng văn hóa Hồ Chí Minh. Một điểm nữa, trong bản di chúc này các bạn đọc thật kỹ 3 lần viết khác nhau, bản 65, bản 68, bản 69, 3 lần viết rất khác nhau về cái chết của bác đấy, về cái sự sống riêng của bác đấy. Năm 75 tuổi, năm 65, bác viết là: ai mà đoán biết được tôi còn sống để phục vụ tổ quốc và nhân dân được mấy tháng mấy năm nữa. Rất hữu hạn, bác biết là bác đi vào trong năm này. Tâm linh. Năm 68 lúc tổng tiến công ấy, bác viết ngược lại: ai mà đoán biết được
tôi còn sống để phục vụ tổ quốc và nhân dân được mấy năm, mấy tháng nữa. Cũng rất hữu hạn. Ở đời có thể chữa được bệnh, ai mà qua được cái mệnh. Mệnh tức là giới hạn sự sống, chứ không có gì là thần bí cả. Năm 69, sức khỏe của bác giảm sút đột ngột, nhất là tái phát bệnh phổi. Áp huyết không ổn định, rối loạn, tim mạch ngày một yếu đi. Bác yếu từng ngày, từng tuần, từng tháng, đến mức không đi nổi về vùng đá trong K9 để chữa di chúc hàng năm như thế nữa. Chữa trong nhà sàn. Hôm chữa di chúc lại đúng là ngày họp trung ương mà bác phải chủ trì hội nghị. Bác là chủ tịch đảng không? Bác nhìn đồng hồ thấy 9 giờ sáng. Mà thời bây giờ chiến tranh ấy, họp trung ương có khi từ 5 giờ sáng. Quốc hội cũng vậy. Có khi bác dậy từ 4 giờ sáng để tiến khách quốc tế cơ. Thế là bác nhìn đồng hồ thấy 9 giờ sáng, biết là giờ tâm linh. Bác bảo các đồng chí trung ương nghỉ giải lao. Giải lao xong, chú ba là đồng chí Ba Duẩn đấy, chủ trì thay cho bác. Bác phải có việc về nhà riêng một chút. Không ai biết là việc gì, chỉ có hai người biết thôi. Một là ông Lê Duẩn, hai là ông Vũ Kỳ biết là bác chữa di chúc. Còn chúng ta không hề biết. Sau này bác mất đảng công bố một đoạn mới biết cái đoạn đó thôi. Còn bây giờ biết toàn văn di chúc. Và khi chữa di chúc trong nhà sàn thì ta có ngờ đâu là 4 tháng sau bác đi. Mà 3 tuần lễ cuối cùng thì bác cũng không ở nhà sàn nữa. Theo đề nghị của trung ương và bác sĩ, bác xuống ở cái ngôi nhà bây giờ ngoài tường có gắn cái biển nhà 67. Chính là cái hầm tránh bom bi cho bác. Bác ở đấy, tiếp khách ở đấy, nghe báo cáo về chiến sự miền Nam ở đấy. Và những giây phút cuối cùng của bác, ngôi nhà 67 linh thiêng có thể coi là một bệnh viện đặc biệt. Cứu chữa hết lòng cho bác mà không được. Tuổi cao sức yếu, bác chút hơi thở cuối cùng ở đó. Thì cái năm 69 này này, bác viết trong di chúc không còn sự sống, cũng không còn năm, không còn tháng, chỉ còn giây phút. Bác viết là ai mà đoán biết được tôi còn phục vụ tổ quốc nhân dân được bao lâu nữa. Không còn tháng, không còn năm, không còn sự sống, chỉ còn phục vụ. Bác bảo là người đã suốt đời phục vụ cách mạng và nhân dân, nay phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải ân hận. Tôi chỉ tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Trên tấm huân chương bác cũng không nhận, vì bác thừa là đi đến nơi mà chưa về đến chỗ. Bác dặn là đồng bào miền Nam sẽ thay mặt cả nước gắn huân chương cho bác sau ngày thắng lợi cũng chưa muộn. Bác bảo tấm huân chương sao vàng cao quý chỉ nên tặng cho một người thôi, đó là bác Tôn Đức Thắng kính yêu của chúng ta, mà sau này thay bác làm chủ tịch nước. Còn với bác bảo hoãn lại, rồi bác đi, bác có kịp nhận đâu. Thế là lúc ra đi, trên ngực áo không một tấm huân chương. Cái áo bác mặc trong đời lần cuối cùng không phải một áo trắng sang trọng như chúng ta bây giờ, là một chiếc áo trắng vải thô, dệt thủ công, cộc tay, mà đằng sau lưng còn có vết máu. Mà gối nằm của bác cứ đẫm nước mắt. Nước mắt bác nhỏ xuống hai bên bìa gối. Ngực áo của bác, các đồng chí phục vụ kể lại lúc thay áo cho bác đấy, không ai ngờ tại sao lại ngực áo của bác cũng có cả một khoang đầy nước thế này. Hóa ra là nước mắt ở gối là nước mắt của bác. Nước mắt trên ngực áo bác là nước mắt của 6 bác sĩ thay nhau hồi sức cấp cứu cho bác mà không được. Chỉ mong muốn được chết thay cho bác để bác sống lại mà không được, thì nhỏ nước mắt vào ngực áo của bác. Đấy là tất cả những gì chúng ta được biết về bác sau 45 năm thực hiện di chúc. Đặc biệt nữa là những ngày lâm bệnh nặng, gần như không còn làm việc được, tính từ ngày 25 tháng 8 năm 69 đến mùng 2 tháng 9 năm 69, cái tuần lễ cuối cùng bác không làm việc, gần 10 ngày đó, mà ngày đêm chúng ta chăm sóc bác, lúc
tỉnh lúc mê. Tại sao lúc tỉnh dậy câu đầu tiên Bác hỏi là miền Nam? Chiến trường miền Nam hôm nay thắng ở đâu? Rồi câu hỏi tiếp theo là đê vỡ có nhiều không? Có kịp sơ tán dân đi không? Câu hỏi cuối cùng dành cho các cháu: sắp đến ngày khai giảng rồi, các chú chuẩn bị trường sở sách bút cho các cháu đến đâu rồi? Đấy, tình hình là như vậy rồi các đồng. Và chuyện còn kể lại, đồng chí Lê Duẩn là thay mặt Ban Chấp hành Trung ương là Tổng Bí thư, Bí thư thứ nhất, đến thăm Bác, có đề xuất với Bác một việc: thưa Bác, vì chúng ta nhận được tin mật của tình báo là nó sẽ phá hủy không sót một đoạn đê nào của Bắc Bộ, mà nếu không giữ được đấy, phương án xấu nhất là mất Hà Nội, Hà Nội chìm trong biển nước. Cho nên Bác đang ốm nặng thế này, lòng dạ trong dân trong đảng như lửa đốt, vậy xin thiết tha mời Bác rời Hà Nội, Bác về Ba Vì dưỡng bệnh để cho đảng yên tâm, dân yên tâm, dù sao cũng là nơi cao giáo nhất. Bác khóc đấy các đồng chí. Bác bảo Bác không đi đâu cả, để Bác ở đây thôi, Bác không thể bỏ dân mà đi được. Đưa Bác đi, các chú chỉ đưa được một mình Bác thôi, còn dân các chú tính sao? Bác không đi. Chỉ cái chữ dân ấy, ta nói là chữ đau đáu suốt cuộc đời Bác, chữ nổi bật trong tư tưởng, trong di sản sự nghiệp của Bác. Tại sao mà lúc tỉnh lúc mê, không ăn uống gì cho Bác gầy lắm, nhật ký chữa bệnh cho Bác còn lưu được đến bây giờ này, 2 thìa sữa một ngày cũng không hết nữa. Phải nấu một bát chè hạt sen nhỏ, tưởng rằng Bác khỏe, Bác ăn được, Bác thích, bây giờ cũng không sao nuốt nổi, nhưng Bác thèm một ngụm nước dừa. Như tôi nói là mang vào không kịp. Thế mà trưa mùng 1 tháng 9 năm 69, tại sao Bác rất tỉnh các đồng? Da rẻ hồng hào, râu tóc bạc phơ, Bác nằm trên giường nệm trắng, trải một chiếc khăn nhỏ cho Bác, mà nó cứ phập phồng hơi thở của Bác thế này. Bác còn đang sống. Trưa mùng 1 tháng 9 Bác tỉnh lắm, dường như là ánh sáng cuối cùng của một ngọn đèn trước khi tắt. Bác nhìn tất cả mọi người như có ý vĩnh biệt, nói năng đã rất khó. Mà Bác thấy đồng chí Thủ tướng Phạm Văn Đồng đi cùng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng một lúc vào thăm Bác, thì Bác mừng lắm. Bác cầm tay Thủ tướng, Bác cứ gọi: chú Tô đâu, chú Tô đâu? Thủ tướng đến gần giường Bác hỏi: thưa Bác, Bác cần dặn thêm điều gì nữa không? Bác bảo: tính cho Bác xem quốc khánh năm nay lần thứ bao nhiêu. Thủ tướng trả lời: thưa Bác, là 24 năm, 45, 69 mà 24 năm. Bác bảo: hai giáp có phải không chú? Giáp tức là 12 năm. Ý Bác là năm chẵn đốt pháo hoa cho dân chúng mừng, mà không sao đốt nổi, đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa. Trong thơ Tố Hữu đấy là đốt pháo hoa mừng đến lễ sau. Và đặc biệt Bác nói thế này thì ta mới biết là Bác biết rõ về sự sống và cái chết. Và Bác dường như chống chọi với cơn đau, vượt ra cả quy luật để cố chờ bằng được dân trong ngày quốc khánh, mà chỉ tiếc là không chờ được. Bác bảo là nấu cho Bác một bát cháo đầy. Ngày mọi ngày thì không ăn được cái gì cả, hôm nay Bác dặn là nấu một bát cháo đầy. Bác còn nói rõ là nấu kha khá vào. Bác sẽ cố ăn bằng hết bát cháo để có sức sáng mai Bác ra với đồng bào Bác nói dăm câu. Sáng mai là mùng 2 tháng 9, Bác cứ đinh ninh là ta chưa tổ chức meeting. Khổ thế. Bác lại bảo là bảo cháu Oanh, cháu Oanh là y tá Ngô Thị Oanh ấy, vừa tốt nghiệp quân y ra, đến để phục vụ Bác. Bác bảo bảo cháu Oanh tiêm thêm thuốc trợ lực cho Bác, để Bác có sức sáng mai Bác gian nói với đồng bào dăm câu, với dăm đồng bào dăm phút. Đấy. Bác nói tiếp là trận này
xem ra khó qua lắm các chú ạ. Trận này, tức là cái đợt ốm này, xem ra khó qua lắm các đồng chí, các chú ạ. Thế hóa ra bác linh cảm thấy cả cái chết. Mà trước khi chết ấy, bác phải gặp dân dăm phút, nói với dân dăm câu bác mới yên lòng được. Nghe bác nói đến như vậy, Thủ tướng Phạm Văn Đồng ràn rụa nước mắt mà không nỡ giấu bác nữa. Đến gần giường bác, cầm tay bác mà nói: "Thưa bác, vì bác ốm nặng như vậy, Trung ương rất lo lắng nên không tổ chức gì lớn cả, dù năm nay là năm chặn. Chỉ có một cuộc meeting nhỏ và đã xong rồi, chúng tôi vào đây thăm bác." Thế là bác sững sờ. Bác cứ đinh ninh là sáng mai. Bác sững sờ, bác nằm xuống, nước mắt cứ ròng ròng xuống hai bên gối. Bác nói một câu trong nghẹn ngào là: "Thế là cơ hội cuối cùng cũng không còn nữa, có phải không?" Bát cháo cũng không ăn được, cốc nước dừa cũng không uống được, chỉ có nước mắt mà thôi. Và hôm sau, tức là hôm mùng 2 tháng 9, ngày đọc tuyên ngôn độc lập, đọc nước, lập nước ngày nào thì ra đi ngày đó. Bác lập nước ngày nào bác ra đi ngày đó, như thánh gióng của thời đại mới vậy. Đây cũng là một chuyện ngẫu nhiên thôi, nhưng nó trùng hợp với nhau ở một bậc thiên tài vĩ nhân, nó trở nên huyền thoại. Mà lại đi trong giờ tâm linh cơ. 9 giờ sáng hôm mùng 2, bác lại nhìn khắp cả một lượt, và bác lại hướng vào đồng chí Vũ Kỳ rất lâu, như có ý vĩnh biệt người tiểu đồng, chia ngọt sẻ bùi suốt 24 năm. Ông Vũ Kỳ biết ý bác, vừa khóc vừa chạy ngay đến đầu giường bác, quỳ xuống, quỳ xuống để ngang tầm với gối nằm của bác, để bác nhòm lên cho nó đỡ vất vả. Và bác cũng biết, khi thấy ông Vũ Kỳ quỳ xuống sát đầu giường, bác nhằng lên hôn vào trán Vũ Kỳ. Bác hôn rất lâu vào trán Vũ Kỳ, rồi tay bác buông ra, tim bác ngừng đập. Lúc đó đúng 9 giờ. Còn Thủ tướng Phạm Văn Đồng có kể cho chúng ta chi tiết hơn đấy. Mỗi lần mà cơn đau dữ dội thì ta nhìn vào cái điện tâm đồ, ta phóng chiếu trên màn hình đấy, nó lên như một làn sóng dữ dội thế này, thì tay bác nắm chặt, nghiến răng để cố không có tiếng kêu, để mọi người không xót xa. Và má của bác đỏ bừng như chảy máu. Còn khi mà nó chạy thẳng băng thế này thì tay bác lạnh dần và bác đi. Cái cô Ngô Thị Oanh lúc bây giờ 21 tuổi, bây giờ đã là một bà lão rồi, vì bác mất 45 năm nay đã về hưu rồi, còn là người cầm tay bác để xoa tay bác cho tay bác mềm mại ấm nóng lên, bây giờ nó cứ lạnh dần và co quắp lại. Câu thơ Tố Hữu đấy: "Bàn tay con nắm tay cha, bàn tay bác ấm vào da vào lòng." Bây giờ cứ lạnh dần. Thế là xoa cho bác để tay bác mềm mại ấm nóng lên. Chợt nhìn xuống móng tay, thấy đã dài, thế là vội vàng lấy kéo cắt móng tay cho bác. Ta có ngờ đâu là móng tay của 10 ngón tay bác vẫn để trong một chiếc phong bì nhỏ xíu, trắng mướt, trắng muốt, gìn giữ 45 năm nay như một kỷ vật. Và khi lau mặt cho bác bằng khăn mặt nước nóng ấy, chạm vào chòm râu của bác thì mở khăn mặt ra, có 7 sợi râu trong đó. Thế là vuốt thẳng và keo lại, 45 năm nay cũng là một thứ kỷ vật linh thiêng. Và bác dặn ông Vũ Kỳ lấy cho bác một bông hồng, một bông huệ, tặng cho cháu gái. Khi cháu đã hát cho bác nghe được mấy câu quan họ Bắc Ninh trong nước mắt: "Người ơi, người ở đừng về." Đấy. Những cái bông hoa đó ép trong cuốn sổ tay mà nó thấm màu, bây giờ nó cứng như đá vậy. Tất cả những gì tình cảm của bác với chúng ta và chúng ta với bác, nó kết tinh trong cái hiện vật đó. Còn tang lễ bác xong ấy, những ngày buồn thảm nhất, nước mắt và nước mưa, thiên nhiên và lòng người, thế giới và dân tộc đều vỡ òa trong tiếng khóc của biết bao thế hệ. Các bác đứng tuổi
đã trực tiếp có mặt ở Hà Nội trong ngày đó thì đã biết. Các đồng chí trẻ đọc qua hồi ức và xem phim thôi. Và sau khi Bác mất rồi, ta cứ tưởng nỗi đau xé ruột xé lòng đó nó sẽ lắng sâu xuống. Ai ngờ bây giờ nó lại bùng lên dữ dội như bão táp vậy. Các đồng chí có hiểu vì sao không? Vì đã đến lúc quốc tang Bác xong thì cũng là lúc mà chúng ta phải chứng kiến việc Bác đi rất xa. Những chuyện này 45 năm Bác mất bây giờ chúng ta mới nói, tức là 900 ngày Bác ốm nặng, rồi sau này là ngày tang lễ tang gia bối rối đấy. Đảng và chính phủ ta đã có cuộc trao đổi cặn kẽ với Đảng Cộng sản Liên Xô và chính phủ Liên Xô, Xô Viết, thành cả một nghị định thư đấy các đồng chí. Chỉ có hai điều thôi. Điều thứ nhất, Liên Xô làm hết sức mình để có được một quốc tang trọng thể chu đáo nhất cho Bác Hồ. Và đã như vậy, ngay cả lúc viếng Bác nhé, cái đôi dép cao su đầy ở đâu mà tang ra bối rối cũng không nghĩ hết được, Liên Xô đóng cấp tập vào hòm thủy tinh pha lê đựng đôi dép đó để dưới thi hài Bác. Mọi việc lớn nhỏ như vậy Liên Xô lo hết. Cho nên khi Bác nằm xuống ấy, người đầu tiên được Đảng ta thông báo và có mặt sớm nhất ở Hà Nội là ai? Chính là nhà Bác học Xô Viết, người trực tiếp ướp thi hài Lenin để chăm lo bảo vệ Bác. Đặc biệt nữa là có cái điều thứ hai, là Việt Nam đồng ý với đề nghị của Liên Xô là quốc tang Bác xong sẽ đưa Bác về Liên Xô. Trong hoàn cảnh bấy giờ, đấy là giải pháp tốt nhất. Chiến tranh ác liệt này, lăng chưa có, chuyên gia chưa đào tạo, nước ta là nước nhiệt đới, không dễ mà giữ được, chỉ có Liên Xô làm được. Thì đấy là giải pháp tốt nhất. Nhưng đến khi phải thực hiện thì nỗi lòng mọi người tan nát hết, không ai muốn xa Bác cả. Cho nên cứ giàn giụa nước mắt đề nghị với Trung ương giữ Bác lại, đừng để Bác đi xa như thế. Mà các đồng chí Liên Xô thì cũng vô cùng cảm thông với chúng ta, mà lại vô cùng ngưỡng mộ Bác, cũng xúc động và đồng ý để lại. Cái thay đổi đấy, họ bay ngay về nước để lập tức báo cáo tình hình, quan trọng nhất là mang ngay sang cho nó kịp tất cả các điều kiện để phục vụ Bác, từ dung dịch. Dung dịch là bí mật tuyệt mật của quốc gia Liên Xô, mà chỉ có được thẩm quyền mới được rút ra thôi. Mang dung dịch sang là cái chất quan trọng nhất để giữ thi hài Bác hồng hào như lúc sống. Hai nữa là các phương tiện thiết bị y tế, nhất là hệ thống xe để chở thi hài Bác đi trong các địa hình địa vật khác nhau. Và giữ thi hài Bác ở đá trông K9 suốt những năm tháng chống Mỹ, cho đến khi hòa bình thống nhất có lăng cho Bác, đưa Bác vào lăng. Và đêm đêm Hà Nội cứ 12 giờ đêm thì một đoàn xe dài lặng lẽ chuyển bánh. Bộ Chính trị Trung ương tiễn hai hàng nước mắt, tiễn cái đoàn xe chở thi hài Bác đi. Nhưng Bác chúng ta vất vả vô cùng, chưa đi được bao nhiêu thì lại có lệnh hỏa tốc đưa Bác về ngay để tìm phương án khác. Ý tức là để thật an toàn cho Bác, vì thời bấy giờ nó lùng sục phi công Mỹ, nó có thể tập kích Sơn Tây Ba Vì bất cứ lúc nào. Thì đấy là những điều mà chúng ta được biết. Và cho đến khi đặt Bác trong lăng vĩnh hằng, chọn cuộc đời Bác có ngủ yên đâu, nay Bác ngủ chúng con canh giấc ngủ, thì thi hài Bác 6 lần di chuyển. Thì chúng ta biết thêm những chi tiết đó để càng thương yêu Bác hơn. Và việc học Bác, làm theo Bác, như chúng tôi đã nói đấy, là tự trái tim chứ không chỉ bằng khối óc thì nó mới sâu sắc và thấm thía. Và không phải là một cái cuộc vận động nữa, mà là một nhu cầu văn hóa. Cái nhu cầu ấy áp dụng vào chúng ta, 50 vạn đồng bào Kon Tum cùng với cả mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ này, truyền thống này, và 22.000 đảng viên của đảng bộ chúng ta nhất định sẽ làm được. Làm được để Kon Tum giàu mạnh, hiện đại, xứng đáng với lòng mong mỏi của Bác, nhất là trong thời kỳ chúng ta đang chuẩn bị đại hội đảng. Và đấy cũng là tình cảm
mà chúng tôi muốn gửi tới các đồng chí với tất cả niềm tin yêu, hy vọng, kính trọng các đồng chí. Tôi xin kết thúc ở đây. Xin cảm ơn các đồng chí.